cùng tìm hiểu về thức ăn của cá diêu hồng cùng bác sĩ nông nghiệp nhé. Trước khi tìm hiểu về các loại thức ăn dành cho cá diêu hồng thì trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm cũng như đặc tính của loại cá này để có thể đưa ra phương án hiệu quả. Cá diêu hồng là loại cá ăn tạp thiên về mùn bã hữu cơ. Chúng sống trong điều kiện môi trường thích hợp cho sinh trưởng và phát triển là nhiệt độ khoảng 22 đến 30 độ C, độ pH 6 đến 8, oxy hòa tan lớn hơn 1,5 mg trên lít. Cá diêu hồng có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn. Ở Đài Loan sau 5 tháng nuôi cá có thể đạt trọng lượng 500 g trên con, sau 18 tháng nuôi cá đạt trọng lượng là 1,2 kg trên con. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu về thức ăn của cá diêu hồng. Các loại thức ăn dành cho cá diêu hồng tương đối đa dạng và chủ yếu thiên về nguồn gốc thực vật như cám, ngô xay nhỏ, bã đậu, bèo, rau muống, khoai củ, ngũ cốc. Ngoài ra chúng ta có thể tận dụng các nguyên liệu phụ phẩm từ nhà máy chế biến thủy sản như vỏ tôm, rau mực hay đậu cá để trở thành nguồn sản thức ăn dành cho cá diêu hồng, hoặc thậm chí là các phế phẩm lò vết mổ gia súc để có thể chế biến thành các nguồn thức ăn phụ cung cấp cho cá nuôi. Thức ăn của cá diêu hồng được chia thành hai loại là thức ăn chế biến và thức ăn viên công nghiệp. Thức ăn chế biến thường được sử dụng ở những nơi thức ăn dành cho cá diêu hồng thường không có sẵn, không có điều kiện sử dụng thức ăn viên hoặc có sẵn nguyên liệu chế biến. Thức ăn chế biến gồm các nguyên liệu như sau. Trộn và phối chế các nguyên liệu theo hàm lượng và tỷ lệ protein 20-25%, trộn đều các nguyên liệu sau đó nấu chín rồi ép thành viên, nếu có thời gian, hoặc có thể rải mỏng và phơi se mặt, sau đó cho cá ăn, rải một chỗ hoặc để trên sàn ăn cho cá ăn, cho ăn tầm 3-4 lần một ngày với khẩu phần 7-8%. Hệ số thức ăn đạt từ 3,2-3,5 là có hiệu quả kinh tế. Thứ hai là thức ăn viên công nghiệp. Đối với thức ăn dành cho cá diêu hồng là dạng viên được chế biến từ nhà máy, nên chọn loại thức ăn có mùi thơm hấp dẫn, với hàm lượng đạm khoảng 20-28%. Cho cá ăn với khẩu phần từ 3-4% trọng lượng thân trên ngày. Hệ số thức ăn của các diêu hay con cò phải đạt từ 1,4-1,6. Ngoài việc quan tâm tới thức ăn dành cho cá diêu hồng thì bà con cũng không nên bỏ qua cách thức cho cá ăn như thế nào cho có hiệu quả. Không giống như cách cho cá tra hay ba sa ăn khoảng 2 lần trong ngày thì đối với loại cá nuôi là cá diêu hồng thì bạn có thể cho cá ăn nhiều lần trong ngày. Theo nhiều ý kiến của những người nuôi cá lâu năm thì nên cho cá diêu hồng ăn từ 3-4 lần trên ngày, vì cá có tập tính khi đói thì lên tầng trên bắt mồi và lúc đã ăn no thì chúng bơi xuống tầng dưới. Cũng theo ý kiến của các nhà chuyên môn thì nên cho cá ăn với lượng thức ăn thay đổi theo từng thời kỳ phát triển của cá. Khi còn nhỏ thì lượng thức ăn chiếm khoảng 5-7% trên trọng lượng cá trên ngày, còn khi cá đã lớn thì nên cho ăn khoảng 2-3%. Nên thường xuyên kiểm tra lượng thức ăn để có thể điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với nhu cầu của cá.